Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là thay đổi tích cực nào đang đến với bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy thời gian sắp tới, cái thay đổi tích cực nhất của bạn là về mặt cảm xúc của bạn, về mặt nguồn năng lượng của bạn. Những cái năng lượng tiêu cực của bạn nó sẽ được loại bỏ khá nhiều. Có thể là bạn sẽ không có năng động, không có nhiệt huyết quá nhiều. Và bạn sẽ có một khoảng thời gian đầu là bạn muốn ở một mình, khá là tĩnh tâm suy nghĩ về những vấn đề, về những mối quan hệ. Và sau đó thì bạn mới bắt đầu hành động nhiều, bạn mới trở lại cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Cái khoảng thời gian mà bạn muốn ở một mình thì cái khoảng thời gian đó là bạn đang tĩnh tâm, bạn đang cho bản thân của mình thời gian để suy nghĩ, để khai sáng về một cái sự việc hoặc là về những cái mối quan hệ mà bạn cần nhìn nhận lại. Và một điều thay đổi tích cực nữa thì mình thấy đối với những bạn độc thân thì sẽ có một đối tượng nào đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Còn đối với những bạn đang trong mối quan hệ thì mình cảm thấy sẽ có tiến triển tốt với cái đối phương mà bạn đang ở trong mối quan hệ với họ. Cái điều này khiến mình cảm thấy là bạn sẽ vui, cảm thấy hạnh phúc trong cái mối quan hệ. Nó không cần phải quá rực rỡ, quá nồng nhiệt, nhưng mà nó đem lại cho bạn sự bình yên, sự thoải mái, và bạn được thể hiện con người thật của bạn